Sì le na so ga tin yon ti sì le na po ka sam ba dan sì le tin yon ti ta smai sì lang vi so tha ye các chúng sanh lấy sanh về cõi trời cũng như dị giới được giàu sang đầy đủ tài sản cũng như dị giới được giải thoát nhập niết bàn cũng như dị giới bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhân. Xá thu lành thai Uột tà măng ghê nà quán đê hăng ba đà phẳng xung bà ruột tà măng bút thầy vô khả lý tổ đô sâu bụt thô thầm mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thanh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo sẽ tội lỗi ấy cho con. Uột tà măng ghê nà quán đê hăng thầm anh cho được vị thăng và răng thầm mê vô ca li tô đổ sô thầm mô thầm mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uột tà măng ghê nà quán đê hăng sẵn khanh cho được vị thoát tà măng sẵn thề vô khá lý tô đổ sơ tăng khô thầm mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo đã phạm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Phật tu sa pa mang ca lăng ra căn tu sa pa đề va ta sa pa bu đa hai nu pha ve na sa đa so thi pha văn tu te pha va tu sa pa mang ca lăng ra căn tu sa pa đề va ta sum ba thom mai nu pha ve na sa đa so thi pha văn tu te 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 pha văn t
do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người Soatthalato Sukhito Varunaho Bodhassa Sanne Arogo Sukhito Hoi Saha Sabbe Nyati Visa Thalatha Sukhita Varunaha Bodhassa Sanne Aroga Sukhita Hoi Saha Sabbe Nyati Vite Thalatha Sukhita Varunaha Bodhassa Sanne Aroga Sukhita Bồ Tát Sa Hạ Sập Bên Hị Nhà Tị Phi, cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thụ, sa thụ lành thai. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyên tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở màu giải thoát cái liền kiếp sau. Nếu trẻ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát qua tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh có an kết, nguyện cho nhân loại đáng tu hành. Nguyện dình tam học gia đình tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dài đại, nguyện sao hào quả sớm viên thành. Dặn kinh chi cu sa la cầm măng ca ta băng ki ri văn ma ma ca dê na quả cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng dê sa ta san nhi nô a thi dê cho sa ta a san nhi nô ca tăng
bồn nhà pha lăng mày hằng sa pê pa ghi pa quán tu tê dạy tăng ca tăng sư vi đi tăng đền năng bồn nhà pha lăng mày a dê cha ta thân a cha nan ti đê qua dặn to ni dê đại dâm sa pê lô cam hi dê sa ta dạy quan ta hạ ra hê tu ca mà muôn năng phô cha năng sa pê nó phản tu mà ma chê ta sa ti. Ước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ đến thiên đàng cung trời đạo đợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chữ thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô thượng được mà hưởng an. Ước con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay có người làm phước được dài đài đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chúng hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cúng dường hoa thành thực phẩm mùi hương tỏa lòng. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức là từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhục Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhục Quỳnh lễ bái Tam Bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì cho pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ, tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama bình vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội. Mong rằng phước này trợ duyên quý ngài, quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ, mến chào chánh ngộ. Dạ, con cũng xin sám hối với đạo tràng. À, hôm nay thứ bảy ngày của chánh ngộ mà Nhật Quỳnh cứ tưởng là ngày của chị Mách Ta nên đợi đợi bằng tay chị không thấy chị đưa tay tưởng là chị bận nên Nhật Quỳnh tủng kinh. Bây giờ thấy chánh ngộ vô thì mới nhớ là ngày hôm nay của chánh ngộ. Dạ, xin cảm hối với đạo tràng. Chắc có lẽ là chánh ngộ quên hay là như thế nào. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào, kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, mến chào Xích Niệm Từ, mến chào Thanh Thủy, kính chào Xích Kim, mến chào Thiện Vũ, mến chào Như Hoa, chào Thi An Lạc, mến chào chánh ngộ, kính chào Sinh Diệt, mến chào Duyên. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Và hồ gì ha, mấy nay hôm qua Nhật Quỳnh cũng bị trục trặc riết hả chánh ngộ ơi. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, kính con sang thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng và duyên sự câu pháp của kinh số 290. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thì tiên kính lễ Chư Tôn Đức Tăng trình những nước nam mà chúng tôi được rõ. Kính chào cô tu nữ Phúc Hạnh. Xin chào Sinh Nhật Quỳnh, Sinh Phong Nhật, Sinh Quang Mộng, Đạo Tâm Hạnh, Sinh Minh Ta, Sinh Thăng Phu, Sinh Lạc Lê, Sinh Duyên, Sinh Kim Dung, Đạo Hữu Sinh Diệt, Quỳnh Tinh Ngộ, Sinh Thi An Lạc, Sinh Như Quang, Sinh Kiệm Vũ, Sinh Kiệm, Sinh Thanh Thủy, Sinh Thanh Tây. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 290. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo Ratanataya Sopandami
พุทโธมเหสียรังตถาคตโลกุตโมทัพปะรูหิเจตทัพโกโลกัสสัทธาจระดัมมะโกวิโดวันดามหันตังนารโภเสนยะตังnhư lai giác ngộ pháp màu ngài vật trí thức không đau sanh bằng thoát ly phiền não trái trăng tôi thường yêu chủ kỹ năng vô lượng tư đế này đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lần thoát trần con xin lãnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường tham mô bất đi bồ yết ta sát sát thu nô lô ca nó mình tha sơ vi na ca rô cô thấp bần nhu bút thấp bất đi bồ tí sinh nhá tô quần đà mất hành tầng đá ra sắp bù chân lý giá cần pháp bảo với nhén vàng vật mà phá tan làm và chuyển sinh chuyển thật cổ quân minh rõ ràng còn xin lệnh lễ pháp quang đảng cho nhân gian cúng dường sang khô vi số thô thu bát tá sát sa quốc cô thích kha su ca mô quốc tác thầm bát thích khắc cô niên đà tăng sa di a na đa rô quá rô quần đà ma han tăng na ra pù trên này giác cần tâm bảo sinh văn phật đà tâm học môn rõ về mà thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thiểu pháp phàm nhân ai bì con xin đã lễ tăng hi chán cho con nhớ ghi Ratana taya te che na se kame e tuwa ananta sa vi a lupa we na ta ha sa ye na se cha tu cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học các thành quả cao nam mô bồ đề giả phần tăng dương thân đức tam bảo được và bước vào bài học ngày hôm nay câu Phật ngôn 200 quý vị nhìn trên màn hình ha ngôn 290 đang nằm ở trong phẩm linh tinh Bất Kinh Đạt Cát Quốc Ca câu đầu tiên Matta Chaga Matta Sukha Parichaga Matta Sukha Parichaga câu đầu tiên là một câu mà nó dính liền với nhau ở trong đó gồm có ba từ Matta là một Sukha là hai Parichaga là ba. Ba từ này nó dính liền nhau. Và nhiều khi chúng ta cảm thấy rằng hơi khó. Nhưng mà ông Trang bây giờ phân tích từng từ. Chữ Matta, đây là một danh từ nữ tính. Akranthaithila Matta từ chỉ cái đơn vị đo lường nhỏ, Matta có nghĩa là nhỏ nhoi, Matta ít ỏi nhỏ nhoi, cái từ thứ hai Sukha, Sukha là một danh từ trung tính, Akaranthanapum Sakalinga, Sukha có nghĩa là sự an lạc hạnh phúc, sự an lạc, hạnh phúc. Và cái thứ ba, Parichaga, Parichaga, Parichaga do cái từ Parichaga, Parichaga. Chữ Pari, đây là một từ ngữ có nghĩa là xung quanh tròn trịa. Cha gá nó là một danh từ nam tính. Akrantapumlinga cha gá là từ bỏ. Parichaga là sự từ bỏ, sự từ bỏ.
Yếu Parikshaga. Chữ Chaga này được chia theo xuất xứ cắt số ích bằng chậm ý vì phát tí e ca quá trình á. Parikshaga nó biến thành Chaga. Như vậy thì Matta Sukha Parikshaga, sự từ bỏ hạnh phúc nhỏ nhoi, từ sự từ bỏ hạnh phúc nhỏ nhoi. Matta Sukha Parikshaga, Matta đừng bị đau lòng nhỏ nhoi, cõi chúng ta sẽ an lạc hạnh phúc. Pali là xung quanh chồng trẻ, cha gà sẽ từ bỏ. Sa tu sẽ nhiều hơn. Như vậy là câu đầu tiên, sự từ bỏ hạnh phúc nhỏ nhoi. Bây giờ đến câu số 2. Câu số 2. Passe che vipulam sukham. Passe che vipulam sukham. Passe che vipulam sukham. Câu số 2 chúng ta có được 4 từ. Passe là 1, che là 2, vipulam là 3, sukham là 4. Chữ passe do cái động từ passati có nghĩa là động từ thấy, nhưng mà này chữ passe này do cái căn ngữ dis, nó là một động từ số ít nên thấy. Bác sĩ là nên thấy. Từ thứ hai chữ chê. Chê đây là một liên từ, là nếu. Chê nếu. Từ thứ ba Vipulang, đây là một tính từ, do cái từ Vipula, nó là một danh từ trung tính. Vipula Akrantanapum Sakalinga. Và chữ Vipula này được chia theo đối cách số ít Dutiya Vipati Ekavachana. Cho nên Vipula biến thành Vipulang. Vipulang là lớn lao, là to lớn. Lớn lao, to lớn. Vipulang. Rồi, chữ su khăn quý vị biết là ha, do từ xí khác. Nó là một danh từ trung tính. Và chữ su kha này được chia theo đối các số ít Dutiya Vipati Ekavachana. Cho nên su kha biến thành su khăn. Su khăn là hạnh phúc, là an lạc. Như vậy thì câu 1, câu 2, hai câu này bổ sung ý nghĩa cho nhau. Matta Sukha Parikshaga Passe Che Vipulang Sukham. Matta Sukha Parikshaga Passe Che Vipulang Sukham. Nếu có thể nhìn thấy hạnh phúc lớn lao do việc dứt bỏ hạnh phúc nhỏ nhoi. Nếu nhìn thấy hạnh phúc lớn lao do việc dứt bỏ hạnh phúc nhỏ nhoi, đó là ý nghĩa câu 1, câu 2 ha.
Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 3. Chà chê mắt ta su khăn thi rô. Chà chê mắt ta su khăn thi rô. Chà chê mắt ta su khăn thi rô. Câu số 3 chúng ta có được 4 từ. Chà chê là 1, mắt ta là 2, su khăn là 3, thi rô là 4. Chữ chát chê, chát chê đây là một động từ, vô cân chát. Chát chê có nghĩa là nên từ bỏ, nên từ bỏ. Rồi chữ mắt ta, mắt ta như ở trên chúng ta đã thấy, mắt ta là ít ỏi, nhỏ nhoi. Chữ su khăn, su khăn cũng ở trên cũng đã có nghĩa là hạnh phúc, sự an lạc. Chữ thi rô do cái từ thi ra, nhưng mà ở đây nó cũng làm chủ từ số ít. Bà tham mãn e có quá chá na quỷ phát tí, cho nên thi ra biến thành thi rô. Thi rô là người trí. Như vậy câu số 3, cha che mắt ta su thi rô, cha che mắt ta su khăn thi rô. Người kỹ nên từ bỏ hạnh phúc nhỏ nhoi, người kỹ nên từ bỏ hạnh phúc nhỏ nhoi. Và câu cuối cùng, sam bát sang quý phu lăng su khăn, sam bát sang quý phu lăng su khăn, sam bát sang quý phu lăng su khăn. Câu cuối chúng ta thấy có 3 từ, sam bát sang là 1, quý phu lăng là 2, su khăn là 3. Chữ sam bát sang chúng ta thấy tiếp đầu ngữ sang ở phía trước, tiếp đầu ngữ sang có nghĩa là tự thân, tự thân. Rồi chữ bát sang giống như chữ bát xê ở trên, có nghĩa là nên thấy, do căn ngữ dis. Đây là một cái dạng hiện tại phân từ ha. Sambasang là trong khi nhìn thấy, sambasang trong khi nhìn thấy. Vipu lăng là to lớn, quảng đại. Vipu lăng ở trên chúng ta cũng đã thấy rồi ha. Câu đầu, câu số 2 ha. Câu số 2, Vipu lăng. Rồi chữ su khăn là hạnh phúc. Chữ su khăn là hạnh phúc. Như vậy câu số 4, sam bát sang quy phu lăng su khăn, sam bát sang quy phu lăng su khăn.
khi nhìn thấy hạnh phúc lớn lao, trong khi nhìn thấy hạnh phúc lớn lao, vậy thì câu Phật ngôn 290 cho chúng ta một ý nghĩa. Nếu có thể nhìn thấy hạnh phúc lớn lao do việc dứt bỏ hạnh phúc nhỏ nhòi, thì người trí nên từ bỏ hạnh phúc nhỏ nhòi trong khi nhìn thấy hạnh phúc lớn lao. Chúng tôi xin lặp lại. Nếu có thể nhìn thấy hạnh phúc lớn lao do việc dứt bỏ hạnh phúc nhỏ nhòi, thì người trí nên từ bỏ hạnh phúc nhỏ nhòi trong khi nhìn thấy hạnh phúc lớn lao. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát thế này: xa lìa hạnh phúc nhỏ nhoi, tìm phúc lớn để soi hướng về, lạc nhỏ bậc trí nể không mê, quyết hái lạc lớn bồ đề tám bông. Xa lìa hạnh phúc nhỏ nhoi, tìm hạnh phúc lớn để soi hướng về, lạc nhỏ bậc trí không mê, quyết hái lạc lớn bồ đề tám bông. Ngài Hòa Thượng Minh Châu nhờ từ bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn, bậc trí bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn. Nhờ từ bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn, bậc trí bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn. Câu Phật ngôn 290 về Tự Quân. Có cái gì tắt rối không ạ? Alo, quý vị có thấy có từ nào rắc rối? Chúng ta đi vào bài học ha. Không gây quý vị nhìn bài học câu 1, câu 2, chúng ta tìm hiểu trường và đoạn âm để giọng đọc của chúng ta ổn định. Bà su bi cha ga e pu lăng su khăng mat ta su kha pa ri cha ga pa se je vi pu lăng su khăng mat ta su kha pa ri cha ga pa se je vi pu lăng su khăng. Câu 1, câu 2. Bây giờ chúng ta tìm hiểu trường âm và đoạn âm trong câu 1, câu 2 ha. Xin mời quý vị quan hệ phân tích ha. Trước tiên mời Quân Chính Ngộ, câu 1, câu 2 trường âm, đoạn âm thế nào, đọc sao cho cái giọng nó ổn định ha. Sa thủ Quân Chính Ngộ. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Thầm Mài á, Nam mô Sơn Khai á. Con kính lễ những chư tăng, quý cô tu nữ, con xin chào quý vị đạo hữu. Con xin đọc câu 1, câu 2 trước rồi phân tích trường đoạn âm. Mata sukha paricchaga passeche vipulang sukhang. Mat là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, su khá pá là ba đoạn âm, hồi nãy con đọc là su khá, rich là trường âm nhấn, cha ga là hai trường âm thông thường. Câu này thì con không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm, có hai trường âm nhấn là mat và rich, trường âm thông thường là ta cha ga, câu ba. Câu thứ hai, pass là trường âm nhấn, c che là hai trường âm thông thường,
quý pú hai đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu này thì có đầy đủ một trường âm nhấn, hai trường âm thông thường, hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Nhà con xin hết. Sa thu quân chân ngộ Chích Kim Dung là cái người tặng hoa đầu tiên. Lý do sao mà tặng hoa không biết nữa, tặng hoa còn chấp tay nữa, làm sao tặng hoa. Ai mời Chích Kim Dung câu 1, câu 2 phân tích coi có giống như quân chân ngộ không. Thì mời Chích Kim Dung ha. Dạ, con kính lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính lễ Ngài Trí Đức. Con kính chào các anh chị ở trong đạo tràng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Con tặng bông cho Huynh Chánh Ngộ là vì Huynh Chánh Ngộ và phân tích với con. Con phân tích giống như Huynh Chánh Ngộ, do đó con tặng bông cho Huynh Chánh Ngộ ạ. Dạ, con xin phân tích lại. Mắt tà su kha parik cha gà bát xề chề huy bu lằng su khẳng. Mắt tà su kha parik cha gà bát xề chề huy bu lằng su khẳng. Dạ, câu 1 thì có 8 âm. Mắt là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, su khá bá là đoạn âm, rik là trường âm nhấn, cha gà là trường âm thông thường. Trong câu 1 thì trường âm thông thường có 3 là ta, cha, ga. Trường âm nhấn có 2 là mát, rích. Không có trường âm giọng nguyên âm. Đoạn âm có 3 là sú, khá, bá. Câu 2 cũng có 8 âm. Bát là trường âm nhấn. Xê, chê là trường âm thông thường. Quý là đoạn âm. Bú là đoạn âm. Lăng là trường âm giọng nguyên âm. Sú là đoạn âm, khăn là trường âm giọng nguyên âm. Ở câu 2 thì trường âm thông thường có 2 là C, C. Trường âm nhấn có 1 là bass. Trường âm giọng nguyên âm có 2 là lăng, khăn. Đoạn âm có 3 là quý, bú, sú. Như vậy câu này có 3 loại trường âm. Dạ, con đã phân tích xong. Dạ, con xin xuống mic ạ. Sa thu Sư Kim Dung, Sư Duyên, Huỳnh Chánh Ngộ, Sư Nhật Quỳnh đã tặng hoa ha. Rồi Sư Tâm Phương là sa thú, không tặng hoa mà sa. Rồi mời Sư Tâm câu 1, câu 2. Sa thú sao mà phân tích cho giống như là Sư Kim Dung, Huỳnh Chánh Ngộ. Rồi mời Sư Tâm Phương nha. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Cảm ơn Như Hoàng, Thiện Vũ, Mita, Hồng Nhung và cô Từ Huyền. Dạ, cô Nhật Bình, con kính đảnh lễ Thầy. Con thấy như vậy đó, thì nhưng mà con không biết là con phân tích có đúng hay không, để con xin đáp lại. Mata Sukha Paricca Gà bát chè chè quý phú lằng su khăn. Và chữ chữ mát á, mát là trường âm nhấn, chữ ta là trường âm thông thường, chữ xú là đoạn âm, chữ khá là đoạn âm, chữ bá là đoạn âm, chữ rí là trường âm nhấn, chữ cha là trường âm thông thường, chữ ga là trường âm thông thường. Dạ,
Còn câu số 2 á, là chữ pát là trường âm nhắn, chữ chê là trường âm thông thường, chữ chê là trường âm thông thường, chữ quý là đoạn âm, chữ phú là đoạn âm, chữ lăng là trường âm đặc theo giọng nguyên âm, chữ xú là đoạn âm, chữ khâm khâm là trường âm đặc theo giọng nguyên âm. Tên câu số 1 thì có hai trường âm nhấn là chữ mát và chữ rí, và trường âm thông thường là chỉ có chữ ta là một, là trường âm thông thường. Và chữ cha là trường âm thông thường là hai, chữ ga trường âm thông thường là ba, một hai ba và ba. Còn đoạn âm là có chữ đoạn âm là có chữ xú là một, chữ khá là hai, chữ bá là ba, và là ba đoạn âm, và chứ không có trường âm đặc theo giọng nguyên âm. Còn câu số 2 là chữ bát là trường âm nhấn, là một trường âm nhấn. Để con coi thử một trường, chỉ có ở một trường âm nhấn thôi. Dạ. Còn chữ C là một trường âm thông thường, chữ C là hai, dạ, hai trường âm thông thường. Và chữ quý là đoạn âm, chữ phú là đoạn âm, chữ số là đoạn âm, dạ, và ba đoạn âm. Và chữ lâm là trường âm đặc theo giọng nguyên âm, là chỉ có hai là chữ lâm là một, và chữ khâm là hai trường âm đặc theo giọng nguyên âm. Dạ thưa thầy, con không con chỉ biết phân tích vậy thôi, dạ, có gì mà nó sai thì thầy sửa giùm cho con, cho con thấy thì con theo con nghĩ là con thấy hơi bị tiến bộ, mà không biết vị thầy có la không. Con xin nhường viết lại cho thầy để thầy. Alo, sĩ Tâm Phương, như vậy là tiến bộ quá rồi còn gì nữa ha. Nghĩa là hai câu mà chữ một chữ thôi, như vậy là cũng tiến bộ nhiều lắm rồi, giọng đọc phải ổn định. Như vậy là quá tốt, nhưng mà sai chỗ nào đây? Mời sĩ Thiền Vũ lên chỉ cái chỗ sai cho sĩ Tâm Phương sửa sai. Alo, sĩ Thiền Vũ đâu rồi? Xà thủ. Dạ, con xin kính bạch lễ sư, con xin kính chào quý đạo hữu ạ. Con xin đọc lại thôi, tại vì con nghe con cần kém, con xin đọc lại ạ. Mát tha su kha pa rik cha ga pa se che vi pu lăng su khăng. Mát tha sukha parik cha ga passe che vipu lăng sukhang. Dạ, con xin phân tích lại ạ. Câu 1, mát là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, sukha pa là ba đoạn âm, rik là trường âm nhấn, cha ga là trường âm thông thường. Trong câu 1 có hai loại trường âm, có hai trường âm nhấn, đó là mát và rik. Có ba trường âm thông thường, đó là thà, cha, gà. Còn lại là ba đoạn âm, xú, khá, phá. Câu 2, có trường âm nhấn, phát là trường âm nhấn, xê là trường âm thông thường, chê là trường âm thông thường, ví, phú là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trong câu 2 có đủ 3 loại trường âm. Trường âm nhấn là pháp, trường âm thông thường là C, J, trường âm đọc theo giọng nguyên âm là lăng, khang, và 3 bản âm đó là ví, phú, xú. Dạ, con xin sư sửa cho con ạ. Alo, như vậy là sĩ Thiền Vũ không có thuộc Bát Nhã Tông Kinh ha. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Có nghĩa là khi mà chúng ta học về Pali thì phải thuộc về Kinh Bát Nhã.
có mà không, không mà có ha, có mà không, không mà có, có nghĩa là chỉ ta có dấu quyền thì đọc là ta, chứ nếu mà đọc là ta ha, là chỉ cha chữ ga, đọc là cha gà luôn ha. Hôm nay thi thiền vũ coi như đặc biệt ha, đặc biệt có nghĩa là trường âm thông thường lại để thêm dấu. À, chữ ta thì có dấu thì đọc không có dấu, nhưng mà sĩ thiền vũ là đọc chữ ta, chữ cha, chữ gà. À, mấy hôm trước đâu có vậy, hôm nay sao mà sĩ thiền vũ coi như là đặc biệt ha. Còn về phân tích thì chính xác. À, và cái chỗ mà sĩ tâm phương thấy sai đó là chúng đúng là cái chữ chữ rít. Chữ rít là một trường âm nhấn ha, đọc là trường âm nhấn nhưng mà đọc rí chứ không phải là rít ha. Rồi như vậy có một câu hai quý vị đã bổ sung cho nhau, và còn gì thắc mắc trong câu hai, câu một, câu hai không? À, bốn vị lên phân tích. À, mỗi vị có một cái nét riêng ha. Chị Kim Nhung là Huỳnh Chánh Ngộ chính xác ha. Chị Tâm Phương chỉ sai một từ ha. Rồi chị Thiền Vũ trường âm thông thường lại thêm dấu chữ ta, chữ cha, chữ ga, nhưng mà đọc chữ ta, chữ cha, chữ ga, nhưng mà vẫn nói rằng đó là trường âm thông thường ha. Rồi sửa lại cho đó nha, sĩ Thiền Vũ. Bây giờ qua câu số 3, câu số 4. Cha chê mắt ta su khăn thi vô bạc sầm bát sầm quý phu lầm su khăn. Cha chê mắt ta su khăn thi vô sầm bát sầm quý phu lầm su khăn. Cha chê mắt ta su khăn thi rô sam bát sam quý phu lăng su khăn. À, xin mời Quynh Mỹ ạ. À. Alo. Xin mời Quynh Mỹ phân tích câu 3, câu 4. Xà thủ, xà thủ. Dạ con kính tánh lễ Ban Hoa Tâm Bảo, con kính chào sư, con kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc câu 3, câu 4. Sampassang, sampassang, vipulang, sukhang. Ah, sorry, cái đó là... Ủa? À, xin lỗi, cái là câu số 4. Để con đọc lại. Cha chê, mata, sukhang tiro sampassang sampassang vipulang sukhang. Chache chache matta sukhang tiro sampassang sampassang vipulang sukhang. Dạ câu số 3 thì có cha là đoạn đoạn âm, cha chê là trường âm thông thường, mát là trường âm nhấn, ta ta là trường âm thông thường, su là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đi đi là đoạn ốc có dung nghe thì đi là trường âm thông thường, rô là trường âm thông thường, sang sang là trường âm nhấn, pass là trường âm nhấn, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, bú bú là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, suốt là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vậy câu số 3, cha một đoạn âm thì có cha số hai đoạn âm
trường âm thông thường thì có J, ta. Trường âm thông thường thì có 3, J, ta, rô. Trường âm nhắn đọc theo giọng nguyên âm thì có chữ khăn. Trường âm nhắn thông thường thì trường âm nhắn thông thường thì trường âm nhắn không thì là mát, chỉ có một cái mát. Câu số 4, sam, chữ sam là đoạn trường âm đọc trường âm nhắn, dạ xin lỗi, trường âm nhắn. Pass cũng là trường âm nhắn. Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý bu lăng, quý bu lăng, chữ quý là đoạn âm, chữ quý là đoạn âm, bú là đoạn âm, lăng là trường âm nhắn đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, thăng là trường âm nhắn đọc theo giọng nguyên âm. Vậy câu số 3 có bao nhiêu đó? Có 3 trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ lăng và chữ khăn. Chữ trường âm nhắn là xa, 1 2 1 2. Chỉ có 2 là chữ sang và chữ pass, chữ sang và chữ pass. Trường đoạn âm là quý, chữ bú và chữ xú, lại có 3 đoạn âm. Dạ con phân tích xong rồi, dạ con xin xuống mic, dạ có chi sai xin sư sửa cho con, dạ cảm ơn. Ủa, đó là quên bài, đó là chú tâm để mà có những phân tích, nghiên cứu. Nhưng mà Thích Nguyên Cang cười chọc quê làm cho quên bài, coi như là quên Mỹ nhá. Làm cho quên Mỹ cái run luôn, làm cho người ta quan tâm. Khi người ta lên phân tích thì cứ để cho tự nhiên người ta phân tích. Chứ lên chọc quê không à. Làm mà cho huynh Mỹ thấy mất bình tĩnh. Cái này là lỗi của Thích Nguyên Cang nha. Huynh Mỹ vậy là cũng tiến bộ lắm á. Mới nhưng mà phân tích như vậy là thấy cũng có tiến bộ, mặc dù có sai chứ không phải là đúng ha. Rồi xin mời chiếc lá mùa xuân câu 3 câu 4. Alo, chiếc lá mùa xuân. Dạ, con xin chào sư và đạo tràng. Con xin đọc hai câu. Dạ, câu 3. Chát chê mát ta xúc khăn thi rô, thi rô sám bát sang vi bu lăng xúc khăn sukhang. Con xin phân tích. Chat là đoạn âm, che là trường âm thông thường, mat là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, suốt là trường nhấn, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thi là trường âm thông thường, rô là trường âm thông thường, thi rô là trường âm thông thường, sam là trường âm nhấn, pass là trường âm nhấn, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quyết là đoạn âm, quyết bút là đoạn âm, hai đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
suốt là trường âm nhấn, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại hai câu. Cha cha che mắt ta suốt khăn thi rô sambasang vi bu lang suk suk khang. Con xin xuống mic ạ. Sa thú, xích chiếc lá mùa xuân, âm thanh rất là rõ ha. Đạo tràng nghe cũng rõ ràng ha. Sao mà bông hoa nhiều quá như thế này nè. Trong khi chữ an là ha, đọc thành ra chữ đau khổ, mà sao mà tặng bông nhiều quá vậy? Quý vị thấy chữ su khăn là hạnh phúc ha. Nhưng mà khi phân tích nó thành ra đúc khá rồi, thành ra chỉ đau khổ trong gọi là chỉ su khăn. Chỉ đó quý vị đã nghe rõ ha. Su khăn, su là một đoạn âm, nhưng mà chiếc lá mùa xuân đọc là xúc, đó là một trường âm nhấn khổ đế thiệt. Chú khăn là an lạc, nhưng mà đọc thành ra chữ đau khổ ha. Nhưng mà nói chung thì đây cũng là một sự thành công, chỉ sai có một từ đó mà thôi ha. Bây giờ câu 3, câu 4 xin mời Sik Somagiri. Câu 3, câu 4 vừa rồi thì chiếc lá mùa xuân cũng đã phân tích xong. Mà bây giờ Sik Somagiri ha. Câu 3, câu 4 mới vô hả? Chính mới vô như vậy mới phân tích chứ. Bây giờ ta nghe ta phân tích hết rồi làm sao? Làm sao phân tích ha? Rồi câu 3, câu 4 nè, tức là Chá chê mắt ta su khăn thi rô sâm bát sân quý phu lăng su khăn. Chá chê mắt ta su khăn thi rô sâm bát sân quý phu lăng su khăn. Rồi bây giờ câu 3, câu 4 ha. Xin mời Sik Ca Samagiri. Alo, đâu bàn tay đâu rồi? Này à, chờ con thế nào? Trời ơi, 5 phút có mất thời gian của đạo tràng sao? Không được. Bây giờ chúng ta nên nhanh rút lẹ ha. Thôi, mời Sik Liên Trang. Sik Liên Trang lên sửa sai dùm cho đạo hữu chiếc lá mùa xuân. Rồi đạo hữu gì à? Vừa lên đọc á. Cố lên Hà ơi, không biết là ai là Hà, ai là... Rồi, mời Sik Liên Trang nha. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, trước hết con kính lãnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, con kính lãnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ, con kính chào Đạo Tràng. Dạ, con xin đọc Hà là cầm mít được không ạ? Dạ, con xin đọc câu phân tích câu số 3. Hơi nhỏ hả cô? Dạ, lớn chưa cô? Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, con xin phân tích câu số 3 và câu số 4 ạ. Chá chê mát tà su khăn thi rô sàm bát sàn quý bú lăng su khăn. Dạ, chữ chá là đoạn âm, chữ chê là trường âm thông thường, mát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thi là trường âm thông thường, rô là trường âm thông thường. Câu số 4,
Sam là trường âm nhấn, Bass là trường âm nhấn, Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Quý, Bú là hai đoạn âm, Lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Sú là đoạn âm, Khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại ạ. Chá chê mát tà xuất khăn thi rô. Sàm bát sàng quý bú lằn xuất khăn. Dạ, câu thứ ba. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có chữ chê, chữ ta, chữ thi, chữ rô là bốn trường âm đọc. Ủa con nói lại. À, chữ trường âm đọc thông trường âm thông thường, xin lỗi. Trường âm thông thường có chữ chê, chữ ta, chữ thi, chữ rô là bốn trường âm thông thường. Trường âm nhấn là có chữ mát là một trường âm nhấn. À, trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ khăn. À, còn lại là đoạn âm. Chá, xú là hai đoạn âm. Câu số 4. Trường âm nhấn là sam, bass là hai trường âm nhấn. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ sang, chữ lăng và chữ khăn là ba trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu này thì không có trường âm thông thường, có hai đoạn âm là quý, bú. Dạ, con đã phân tích xong ạ. Dạ, con xin xuống bếp ạ. Alo, Thích Nguyên Trang phân tích thì đúng mà con lại đó, Thích Kim Nhung nó thiếu chữ số nữa kìa. Quý, bú, số đó là ba đoạn âm chứ không phải là hai nha. À, thấy Thích Kim Nhung thấy rõ ràng là thiếu chữ số nữa nghe. Rồi bây giờ Thích Soma ghi đi. À, qua 5 phút rồi. Bây giờ bàn tay đâu đưa lên, phân tích này giống như Sik Nguyên Trang vậy là chắc ăn à, xin mời. Dạ, con xin lỗi, cái mic nó tuột. Nãy giờ nói mà không nghe. Dạ, con xin phân tích ạ. À, chữ chá là đoạn âm, chữ chê là trường âm thông thường, chữ má là trường âm nhấn, chữ ta là trường âm thông thường, chữ xúc là đoạn âm, chữ khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ thí là trường âm thông thường, chữ rô là trường âm thông thường, chữ sang là trường âm là đoạn âm, chữ pass là trường âm nhấn, chữ sang là trường âm đọc theo nguyên âm, chữ quý là đoạn âm, chữ phúc là đoạn âm, chữ lăng là trường âm đọc theo nguyên âm, chữ xúc là đoạn âm, chữ khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, cha chê mát ta xuất khăn thi rô sang pass sang quý phúc lăng xuất khăn. Dạ, xin ngài sửa cho con xin mít. Alo, 123 123. Như thế này sai và đúng. Ở trong gương này chỉ có Sisu Kha và Đúc Kha.
mới nhận định rõ ràng thôi, một bên đúng một bên sai. Bây giờ mời Sư Su Kha phân tích lại, khi nào mà phân tích sai đó là Sư Đúc Kha, còn phân tích mà đúng đó là Sư Su Kha. Rồi, tay mặt tay trái, bây giờ hai bàn tay này không biết bàn tay nào, không biết bên nào sai. Xin mời trọng tài Su Kha. Alo, câu 3, câu 4. Alo. Alo. Dạ, con cảm ơn cô cho con biết tín hiệu. Nam mô Buddha ra, Nam mô Thamma ra, Nam mô Sangha ra. Được quá. Alo, alo. Dạ, rõ chưa ạ? Dạ, con cảm ơn các cô ạ. Dạ, con kính lĩnh lễ Thượng Tọa Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử. Dạ, con xin phân tích hai câu 3 và câu 4 của câu pháp cú số 290. Cha chê mát ta su khăng thi dô sam pát sang quý pu lăng su khăng. Chán là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, mát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, su là đoạn âm, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thi dô là trường âm thông thường, sam là trường âm nhấn, pát là trường âm nhấn, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, pú là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sú là đoạn âm, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, câu 3 là có một trường âm nhấn là chữ mát, một trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ khăng, bốn trường âm thông thường là chê ta thi dô, còn hai đoạn âm chá sú. Dạ, câu 4 là có hai trường âm nhấn là sam pát và ba trường âm đọc theo giọng nguyên âm là sang lăng khăng, còn ba đoạn âm quý pú sú. Dạ, con đã phân tích xong ạ. Dạ, con kính thỉnh sư lên mic ạ. Nam mô Buddha giá. Alo, 123 123. Như vậy là quý vị đã nghe Sik Su Kha phân tích chứ không phải là Sik Đúc Kha hả? Sik Su Kha thì phân tích chính xác. Còn khi nào mà Sik Su Đúc Kha là có chỗ sai, trên này mới là Sik Đúc Kha phân tích. Sau khi Sik Su Kha phân tích xong thì Sik Samagiri ha, Sik Nguyên Trang cũng sai trong các vấn đề ôn lại ha. Rồi Sik La Mùa Xuân ha, rồi hoặc là Sik Tâm Phương hay là những vị khác, hãy nghe người ta phân tích để mình thấy rằng mình có những cái chỗ mà chưa được tự tin. Tuy nhiên với tinh thần học hỏi thì quý vị là những người mới, đây cũng là một sự thành công ha, một sự thành công khi đến với đạo tràng này. Và giọng đọc của quý vị càng ngày càng khởi sắc ha, như vậy là tiến bộ nhiều rồi. Rồi thôi bây giờ chúng ta ôn lại ha, thời gian trôi qua rất là nhanh. Ôn lại từ trên xuống dưới. Mắt ta su kha pa ri ta ga pa se che vi pu lăng su khang cha che mắt ta su khang thi ro sam pa sang vi pu lăng su khang mắt ta su kha pa ri ta ga pa se che vi pu lăng su khang cha che mắt
ta su khăn thi rô sam bát sang quý phụ lăng su khăn mắt ta su ca pa ri cha gà xê chê quý phụ lăng su khăn cha ta su khăn thi rô sam bát sang quý phụ lăng su mắt ta su ca pa ri cha gà bát xê chê quý phụ lăng khăn cha chê mắt ta su khăn thi rô sam bát sang quý phụ lăng su khăn nhờ từ bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn bậc trí bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn có hai cách đọc quý vị có thể đọc một hơi cũng có thể dừng lại cuối câu số 2 ha. Khi chúng ta dừng lại cuối câu số 2 thì chúng ta bảo tồn được cái giọng đọc và cảm thấy dàn hơn. Vậy thì cuối câu số 2 nó là một trường âm ha, quý vị nên dừng đó, đừng có đọc mỗi câu dừng ha. Chúng ta nên dừng lại nơi câu số 2 chứ đừng có nên đọc câu thứ nhất rồi cái dần rồi câu số 3 rồi dần ha. Đọc một lần hai câu thì chúng ta nghe nó xúc tích hơn. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khà. Dạ, không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không? Dạ, kính cảm ơn quý vị đã cho biết nghe rõ. Dạ, con xin kính lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, xin đạo tràng cho con đọc trước. Dạ, con xin đọc. Mát Tà Su Kha Ba Rích Cha Ga Bạch Sê Chê Quý Bú Lăng Su Khăn Cha Chê Mạch Ta Su Khăn Thị Rô Sâm Bách Sang Quý Bú Lăng Su Khăn Mạch Ta Su Kha Ba Rích Cha Ga Bạch Sê Chê Quý Bú Lăng Su Khăn Cha Chê Mạch Ta Su Khăn Thị Rô Sâm Bách Sang Quý Bú Lăng Su Khăn Matta Sukha Barit Chaga Bat Se Che Vi Bu Lang Su Khang Cha Che Matta Su Khang Thi Ro Sam Bat Sang Vi Bu Lang Su Khang Nhờ từ bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn bậc trí bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Xa lìa hạnh phúc nhỏ nhoi, tìm hạnh phúc lớn để soi hướng về. Lạc nhỏ bậc trí không mê, quyết hái lạc lớn bồ đề tám bông. Dạ, con xin trả mic lại cho đạo tràng. Alo. Alo. Dạ, con cảm ơn các cô cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo Pháp, ân đức chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức cùng chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 290. Mát Tà Su Kha Pa Rích Cha Ga Pa Se Che Vi Pu Lăng Su Khăn Cha Je Cha Che Mát Tà Su Khăn Thi Dô Sam Bát Sang Vi Pu Lăng Su Khăn Mát Tà Su Kha Pa Rích Cha Ga Pa Se Che Vi Pu Lăng Su Khăn Cha Che Mát Tà Su Khăn Thi Dô Sam Bát Sang Vi Pu Lăng Su Khăn Mát Tà Su Kha Pa Rích Cha ga pa se che vi pu lang su khang cha che ma ta su khang si jo sam pa sang vi pu lang su khang
nhờ từ bộ lạc nhỏ, thấy được lạc lớn hơn, bậc trí bỏ lạc nhỏ, thấy được lạc lớn hơn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Xa lìa hạnh phúc nhỏ nhoi, tìm hạnh phúc lớn để soi hướng về, lạc nhỏ bậc trí không mê, quyết hái lạc lớn bồ đề tám bông. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ bây giờ con xin xuống mic, con kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên. Nam mô Bụt Đà Giá. Dạ sa thú lành thầy. Dạ cảm ơn sư khác. Hôm nay tự nhiên có được không biết tập tràng chắc là sư khá thấy ạ. À. Nam mô Bụt Đà Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Và con kính tri ân ngài. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ và thân chào cả quý thiền nam tín nữ. Dạ. Bây giờ tự nhiên xin đọc bài ạ. À. Hôm nay tự nhiên đưa tay được rồi. Dạ, em xin đọc bài câu pháp cú số 290. Mắt ta su cấp bát trích cha gà bát xê chê vi cú lăng su khăn. Chá chê mắt ta su khăn thi rô sâm bát sẵn vi cú lăng su khăn. Mắt ta su cấp bát trích cha gà bát chê chê vi bu lăng su khăn. Chắc chê mát ta su khăn thì rô sầm bát sằng vi bu lăng su khăn. Nhờ từ bỏ lạc nhỏ, thấy được lạc lớn hơn, bậc trí bỏ lạc nhỏ, thấy được lạc lớn hơn. Mát ta su khá bá rí chà gà bá chê tu lăng su khăn. Chà chê mát ta su khăn thì rô sâm bát sẵn quý tu lăng su khăn. Xa lìa hạnh phúc nhỏ nhoi, tìm hạnh phúc lớn để soi hướng về, lạc nhỏ bậc trí không mê, quyết khái lạc lớn bồ đề tám bông. Và phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Và bây giờ là tự nhiên thấy tín hiệu của chị Lạc Lê. Và kính mời chị. Dạ nam mô Bụt Đà Giá, con kính lĩnh lễ thầy. Dạ không biết là âm thanh con có nghe rõ. Cảm ơn Thiện Vũ. Dạ con cho con hỏi là có âm thanh con có nghe rõ không? Dạ alo. Alo. Dạ alo. Ồ dạ dạ. Trời ơi. Dạ dạ xin cảm ơn tất cả không biết sao mà đục dĩa sợ đi. Dạ để cái bài học thành ra là không thấy quý bạn đưa cái cho biết âm thanh rõ. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 290. Mát ta su kha ba ri cha ga ba se che quy phu lâm su khằng. Cha ye mát ta su khằng thi vô sầm bát sần quy phu lằng su khằng. Nhờ từ bỏ lạc nhỏ, thấy được lạc lớn hơn, bậc trí bỏ lạc nhỏ, thấy được lạc lớn hơn. Và đó là mẫn dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mát ta su kha ba a ri cha ga bát se che quy phu lằng su khằng. Cha về mát tà su khẳng thi dô sầm bát sẵn quý
bu lần su phần xa lìa hạnh phúc nhỏ nhoi, tìm hạnh phúc lớn để soi đường về, để soi hướng về. Lạc nhỏ bậc trí không mê, quyết khái lạc lớn bồ đề tám bông. Và đó là phổ thơ thượng tọa dưới đất. Matta sukhaparicca ga passe che quý phu lần su khẳng cha cha về matta su khẳng thi dụ sambat sằng quý phu lần su khẳng. Dạ con đã đọc sang ba lần, con xin con chữ con thấy chị Trân Tinh giờ cái máy con còn đi là ngon lành đó. Xin mời Trân Tinh số 27. Alo, cái máy ngon lành mà đọc không ngon lành tí nào hết. Câu số 3. Cha che mắt ta su khăn thi rô. Chữ cha che là một, chữ thi rô là hai. Hai từ đó đọc không có tự tin ha. Chữ cha che là một ha, chữ thi rô là hai ha. Nhớ hai từ đó, đọc cho nó ổn định lại. Rồi, xin mời vị khác. Dạ, con kính chào sư, con kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú 290. Matta sukhapari chaga passe che vipulang sukhang cha che matta sukhang dehiro sambasang vipulang sukhang matta sukhapari chaga passe che vipulang sukhang cha che matta cha che matta sukhang dehiro sambasang vipulang sukhang. Nhờ từ bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn, bậc trí bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn. Đó là hòa thượng Thích Minh Châu. Matta sukhapari chaga passe che vipulang sukhang cha che matta sukhang dehiro sambasang vipulang sukhang. Xa lìa hạnh phúc nhỏ nhoi, tìm hạnh phúc lớn để soi hướng về. Lạc nhỏ bậc trí không mê, quyết hái lạc lớn bồ đề tám bông. Dạ, đó là quà thượng giới đức. Xin hỏi sư, bồ đề tám bông nghĩa là gì vậy sư? Dạ, con xin xuống mic. Dạ, cảm ơn. Dạ, alo. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên, chị Như, chị Meta đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, con một lần nữa con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính chào các anh chị em ở trong đạo tràng. Con xin đọc bài kinh Pháp Cú 290 ạ. Matta sukhaparik cha ga bát xê chê quy bu lằng su khẳng cha chê mắt tà su khẳng thì rồ sầm bát sằng quy bu lằng su khẳng mắt tà su khá ba rích cha ga bát xê chê quy bu lằng su khẳng cha chê mắt tà su khẳng thì rồ sầm bát sằng quy bu lằng su khẳng. Nhờ từ bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn, bậc trí bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Xa lìa hạnh phúc nhỏ nhoi, tìm hạnh phúc lớn để soi hướng về. Lạc nhỏ bậc trí không mê,
Tuyết hái lạc lớn bồ đề tám bông là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong. Cảm ơn chị Như Quang đã bút bài. Dạ. Xin Thiện Vũ ạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, con xin kính bảnh lễ sư và kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Pháp Cú 290. Mát ta su kha pa rích cha ga pa se che vi pu lăng su khăng. Cha che mát ta su khăng thi lô tam pa sang vi pu lăng su khăng. Mát ta su kha pa rích cha ga pa se che vu lăng su khăng. Cha che mát ta su khăng thi lô tam pa sang vi pu lăng su khăng. Nhờ từ bỏ lạc nhỏ, thấy được lạc lớn hơn. Bậc trí bỏ lạc nhỏ, thấy được lạc lớn hơn. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mát ta su kha pa rích cha ga pa se che vi pu lăng su khăng. Cha che mát ta su khăng thi rô tham pa sang vi pu lăng su khăng. Lạc nhỏ. Nam mô Bụt Tha Gia. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ con Nguyên Trang. Dạ một lần nữa con kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn. Đạo tràng kêu con biết được tín hiệu. Con xin lỗi. Dạ con xin đọc câu Pháp Cú 290 ạ. Dạ con cảm ơn cô Như Quang đã post bài. Matta supavichara passeje vipulam sukham chace matta sukham thiro sambasam vipulam sukham. Matta ta sukha paricchaga passe che vipulam sukham cha che matta sukham thiro sambasam vipulam sukham. Nhờ từ bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn. Bậc trí bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn. Và đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Matta sukhaparichaga passeje vipulam sukham chace matta sukham thiro sambasam vipulam sukham. Xa lìa hạnh phúc nhỏ nhoi, tìm hạnh phúc lớn để soi hướng về. Lạc nhỏ bậc trí không mê, quyết hái lạc lớn bồ đề tám bông. Và đây là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và con đã đọc xong ạ. Và con có đọc sai, con kính mong ngài sửa cho con ạ. Rồi kính mời bàn tay của Hà Nha với mời Châu ha. Dạ Nguyên Trang xuống mic ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo và con kính đảnh lễ ngài Trí Đức và quý cô tu nữ cùng đạo tràng, con xin trả bài. Dạ, con nghe rõ. Dạ, cảm ơn cô Nhung. Matta sukha paricchaga passeje vipulam sukham chace matta sukham thiro sampa sang vipu lang sukhang matta sukha parijaga passe che vipu lang sukhang cha che matta sukhang thiro sampa sang vipu lang sukhang. Thấy được lạc lớn lớn hơn, trí bỏ lạc nhỏ, thấy được lạc lớn hơn. Đó là ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Mát
ta su kha ba ri cha ga ta se chi wi pu lang su khang cha che ma ta su khang thi ro sam tha sang wi pu lang su khang ma ta su kha ba ri cha ga ta se chi wi pu lang su khang cha che ma ta su khang thi vô sam pa sang vi phuk lang suk khang xả lìa hạnh phúc nhỏ nhoi tìm hạnh phúc lớn để xôi hướng về lạc nhỏ bậc trí không mê quyết hái lạc lớn bồ đề tám bông. Đó là lời dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, xin Ngài sử cho con xin buông mic. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con kính lệnh lạy Sư Trí Đức. Dạ, con kính lệnh lạy Chư Tôn Đức Tăng trong đầu tràng. Con kính lệ cô Tu Nữ Tuệ Duyên và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết âm thanh rõ. Con xin trả bài cầu pháp cú 290. Dạ. Matta sukhabaricca ga passe che vipulang sukhan cha che mat ta su khang thi rô sam bát sang vi bu lăng su khang mắt ta su ca ba ri cha ga bát se che vi bu lăng su khang cha che mắt ta su khang thi rô sam bát sang vi bu lăng su khang nhờ từ bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn. Bậc trí bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn. Đó là bản chuẩn ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Matta sukhabaricca ga passe che vipulang sukhang cha che matta sukhang thiro sambassang vipulang sukhang. Dạ, con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Giới Đức. Xa lìa hạnh phúc nhỏ nhôi, tìm hạnh phúc lớn để soi hướng về, lạc nhỏ bậc trí không mê, quyết thái lạc lớn bồ đề tám bông. Dạ, con đã đọc xong, con có sai, xin Ngài sửa lại giùm con ạ. À, con xin dâng bích lời cho đạo tràng. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, con xin kính chào sư và đạo tràng. Con xin đọc lại con đang tìm cái câu Matta sukha paricchaga passe che vipulang sukhang chacce matta sukhang thiro sambassang vipulang sukhang. Xa lìa hạnh phúc nhỏ nhoi nhờ từ bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn. Bậc trí bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn. Này là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Matta sukha paricchaga, matta sukha paricchaga, matta sukha paricchaga passe che vipulang sukhang cha che matta sukhang tiro sambassang vipulang sukhang. Xa lìa hạnh phúc nhỏ nhoi, tìm hạnh phúc lớn để soi hướng về,
lạc nhỏ bậc trí không mê, quyết hại lạc lớn bồ đề tám đông. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Con xin xuống mic. Sa thú quý vị rất là thành công. Nhưng mà hôm nay Chí Quyên Cha, thay vì đọc một lần hai câu hay là đọc nguyên bản, hôm nay thì đọc từng câu một, giống như đến vần vậy. Và một số quý vị khác cũng đọc theo kiểu đó. Nếu mà đọc theo kiểu đó thì chúng ta nghe nó bị đứt đoạn. Thay vì một cái bài thơ thế này đọc một lần hai câu, thì quý vị đọc một câu thì nó ý nghĩa nó không có liên lạc với nhau ha. Quý vị thấy rằng nếu mà cái hơi của chúng ta yếu, không thể đọc nguyên bài, thì chúng ta chia ra làm hai. Và cái câu số 2, cuối câu số 2 thì nó cũng là trường âm. Cho nên chúng ta đọc một lần hai câu, chứ không nên đọc từng câu một. Khi mà chúng ta đọc từng câu một như vậy thì giống như đánh vần ha. Còn đọc một lần hai câu nó liền là ý nghĩa cho nhau. Mắt ta su cao ba rích cha ga pas se che vi pu lần su khang. Chúng ta đọc một lần hai câu như vậy thì ý nghĩa nó bổ sung cho nhau. Nó có vẻ mạch lạc khúc chiết hơn ha. Đừng có nên ta đọc từng câu một ha. Mà đọc một lần hai câu thì chúng ta thấy quý vị đủ khả năng, đủ sức để mà đọc ha. Mắt ta su kha pa ri cha ga pa se che vi pu lăng su khang. Mắt ta su kha pa ri cha ga pa se che vi pu lăng su khang. Hai câu thì tương đối quý vị dễ đọc hơn ha. Hôm nay thấy huynh Mỹ thấy thành công. Giọng đọc rất là rõ ràng ha. Sika Tâm Phương hôm nay cũng thành công, chỉ có sai câu 3 thôi, hai từ, nhưng mà đó là một sự tiến bộ. Còn những vị khác không phải là sai, nhưng mà quý vị đọc cũng tiến bộ rất là nhiều, nhất là những vị mới ha. Somagiri nè ha, rồi Chiếc Lá Mùa Xuân nè, rồi Quỳnh Mỹ, Sĩ Thiện Vũ, quý vị rất là thành công. Sà thu. Rồi bây giờ chúng ta ôn giọng kinh trước rồi qua giọng kệ sau ha. Mắt ta su kha pa ri cha ga pa se che vi pu lăng su khang cha che. Mắt ta su khang thi go tam pa sang vi pu lăng su khang. Mắt ta su kha pa ri cha ga pa se che vi pu lăng su khang cha che. Mắt ta su khang thi go tam pa sang vi pu lăng su khang. Đó là giọng kinh ha, trường âm đoạn âm. Còn bây giờ qua giọng kệ thì chắc chắn rằng quý vị dễ đọc hơn ha. Bởi vì câu 8 từ, mà 8 từ thì chúng ta chia ra làm hai, mà cũng đọc một lần hai câu nha, chứ đừng có đọc từng câu một. Matta su kha ba ri cha ga ba se che vi pu lăng su khang cha che. Matta su khang thi ru sam ba sang vi pu lăng su khang. Matta su kha ba ri cha ga ba se che vi pu lăng su khang cha che. Mắt ta su khăn thi ru sam ba sang vi pu lăng su khăn. Mắt ta su khăn ba ri cha ga ba se che vi pu lăng su khăn cha che. Mắt ta su khăn thi ru sam ba sang vi pu lăng su khăn
Nhờ từ bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn, bậc trí bỏ lạc nhỏ nó thấy được lạc lớn hơn. Rồi bây giờ xin mời quý vị. À, Sĩ Kim hồi nãy giờ chỉ chờ cái giọng kệ mới chịu đưa tay ha, giọng kinh chê không thèm đọc ha. Rồi bây giờ chúng ta nghe Sĩ Kim kệ nè. Con xin kính chào sư trí đức, các cô tu nữ và quý Phật tử. Từ nãy giờ con lặng sâu quá, bây giờ để con làm luôn hai thứ, để sư đừng có la con ha. Con đọc kinh trước rồi kể sau. Vậy đi. Con xin đọc kinh trước câu pháp cú 290. Cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu nghe rõ ha. Matta sukha parichaga passe che vipu lang sukhang cha che matta sukhang thiro sampasang vipu lang sukhang. Matta sukha parichaga passe che vipu lang sukhang cha che matta sukhang thiro sampasang vipu lang sukhang. Matta sukha parichaga passe che vipu lang sukhang cha che mat ta xuất khăn thì rồ sầm phát sẵn quý phú lặng xuất khăn. Bây giờ đọc qua dòng kệ nha. Mặt ta xuất khá phá đi cha gà phát xê chê quý phú lặng xuất khăn cha dê mắt ta xuất khăn thì rồ sầm phát sẵn quý phú lặng xuất khăn. Mặt ta xuất khá phá đi cha gà phát xê chê quý phú lặng xuất khăn cha ye mắt ta sukhang thi ro sam bát sang vi phu lang sukhang. Thôi đủ rồi, còn có sai xin sửa sữa còn xin trả máy lại. Sa thú chị Sĩ Kim. Nam mô Phật Ta Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Đức Phật Giáo Pháp Sư Tăng. Và con kính tri ân Ngài. Và để không mất thời gian, con xin kệ câu pháp cú số 290. Và cảm ơn chị Như Hoa. Matta sukha parichaga passe che vipulang sukham cha che matta sukham thiro samba samvipulang sukham matta sukha parichaga passe vipulang sukham cha che matta sukhang thiro samba samvipulang sukhang. Nhờ từ bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn, matta sukha parichaga ba dê chê vi bù lăng su khăng cha chê mắt ta su khăng thi rô sam ba sam. Vô lượng thái lạc lớn bồ đề để tám thân giờ là của chị Kim Nhung. Dạ con kính lễ ba ngôi tam bảo, con kính lễ ngài trí đức, con kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ con xin kệ bài kinh pháp cú 290 ạ. Matta sukha parichaga passe che vi bhulang sukhang cha che matta sukhang thiro
Samba Sangui Bù Lăng Su Khăng. Nhờ từ bỏ lạc nhỏ, thấy được lạc lớn hơn. Bậc trí bỏ lạc nhỏ, thấy được lạc lớn hơn là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Matta Sukha Parichaga Baseche Vi Bù Lăng Su Khăng. Chà chê mát ta su khang thi rô bát sam ba sam quy bù lăng su khang. Xa lìa hạnh phúc nhỏ nhoi, tìm hạnh phúc lớn để soi hướng về. Lạc nhỏ bậc trí không mê, quyết hái lạc lớn bồ đề tám bông, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, em kính mời chị Nhật. Dạ, cảm ơn chị Như Quang ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Kim Nhung. Nam Mô Bích Tha Giá, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ, kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, Kim Nhung, chị Metta, Nguyên Trang, Thiền Vũ đã cho Như Quang, đã cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nhật Bình xin phép tâm hương nha. Nhật Bình lỡ đưa tay trước rồi mà cũng không có hạ xuống, lý do là Nhật Quỳnh chưa được trả bài, nên Nhật Quỳnh xin phép trả bài. Dạ, con xin được trả bài Pháp Cú Kinh số 290. Dạ, con lặng cũng hơi sâu, nên con xin được trả bài. Cảm ơn Như Quang cho bài học. Và cũng cảm ơn Như Quang rất là nhiều. Có Như Quang thì Nhật Quỳnh lặng được sâu một chút nha. Mát ta suốt khắp ba rít cha gà ba xê chê viết bú lặng suốt khăn. Cha chê mát ta su khăn thi rô sâm ba sang quý bu lăng su khăn. Mát ta su khá ba rít cha gà ba xê chê quý bu lăng su khăn. Cha chê mát ta su khăn thi rô sâm ba sang quý bu lăng su khăn. Mát ta su khá ba rít cha gà ba xê chê quý bu lăng su khăn. Cha chê mát ta su khăn thi rô sâm bát sang quý bu lăng su khăn. Nhờ từ bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn, bậc trí bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Mát ta su khá bà rít cha ga bà xê chê quý bu lăng su khăn. Cha chế mát ta su khăn thi rô sâm ba sang quy bù lăng su khăn. Mát ta su kha bà rít cha ga bà xê chê quy bù lăng su khăn. Cha chế mát ta su khăn thi rô sâm ba sang quy bù lăng su khăn. Xa lìa hạnh phúc nhỏ nhoi, tìm hạnh phúc lớn để soi hướng về. Lạc nhỏ bậc trí không mê, quyết khái lạc lớn bồ đề tám bông. Và đây là bản phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Và con có sai chữ nào Ngài chỉ dạy cho con sửa. Và bây giờ thì Nhật Bình mời tâm phương. À, Quỳnh ở nhà Nhật Bình, chờ cho Nhật Bình chúc ngài tâm phương. À, Nhật Quỳnh không có trước máy nhưng mà Nhật Quỳnh biết cái nick này rồi. À, không ngờ trái đất quay tròn phải không? Dạ, đổi nick đi, đừng để cái tên này Nhật Quỳnh không có biết đọc, đọc cũng không biết nghĩa, nên là đổi nick đi. Dạ, hồi nãy Nhật Quỳnh nghe Nguyên Trang nói rồi. Dạ, không ngờ trái đất quay tròn gặp nhau ở trên này, xa thú hà rất là nhiều luôn. Dạ. À, Kim Nhung không biết đâu. Dạ, giờ mời tâm phương nha. Dạ, con kính đảnh lễ thầy, con xin đọc câu kệ số 290. Dạ, con xin đọc. Mà ta su khăn bà chinh cha ga bà sẽ chê quy phù lẫn su khâm.
kaye ca che mát tang su khâm thi yo sam ban cham quy phu lăng su khâm ma ta su kha pa chi cha gam ba se che quy phu lăng su khâm cha che ma ta su khâm thi yo sam ba sam quy phu lăng su khâm ma ta su kha pa ri cha gam ba se che quy phu lăng su khâm cha che ma ta su khâm thi yo sam ba sam quy phu lăng su khâm. Nhờ từ bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn, bậc ký bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Xa lìa hạnh phúc nhỏ nhoi, tìm hạnh phúc lớn để soi hướng về. Lạc nhỏ bậc trí không mê, quyết khái lạc lớn bồ đề tám bông. Và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Và bây giờ con thấy bàn tay của ai nữa, xin nhường mic là cho nhìn Nhật Huỳnh ạ. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con Nguyên Trang, và một lần nữa con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, và con kính đảnh lễ cô Tư Nữ Tuệ Duyên, và con kính chào toàn thể đạo trang. Dạ con xin sám hối, con xin đọc lại ạ. Con xin đọc lại câu Pháp Cú 290. Dạ con cảm ơn đạo trang. Dạ con cảm ơn cô Như Quang. Cô Như Quang đọc post bài ạ. Dạ con xin đọc trước ạ. Matta sukhaparit jaga passe je vipulam sukham cha che matta sukham thiro sampassang vipulam sukham matta sukham barit jaga passe je vipulam sukham cha che matta sukham thiro sampassangvin pulam sukham matta sukham bhavichaga passe chevin pulam sukham cha che matta sukham thiro sampassangvin phu lắng su khăn. Từ nhờ từ bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn, bậc trí bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn. Và đây là bộ bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Xa lìa hạnh phúc nhỏ nhoi, tìm hạnh phúc lớn để soi hướng về. Lạc bậc trí không mê, quyết khai lớn bồ đề tám bông. Và đây là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong ạ, con đã kể xong, con kính mời anh Mỹ ha, mời mời Hà nè, mời Châu nè nha, lên làm lại. Dạ con xin xuống bếp ạ. Dạ con Mỹ, con xin kính chào sư và kính đại chào đạo tràng. Dạ con xin đọc kệ 290. Mata sukha parichaga passe che vi pulang sukhang chache mata sukhang thiro sampasang vi pulang sukhang mata sukha parichaga passe che vi pulang sukhang chache mata sukhang thiro sampasang vi pulang sukhang. Nhờ từ bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn,
bậc trí bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Xa lìa hạnh phúc nhỏ nhoi, tìm hạnh phúc lớn để sôi hướng về. Lạc nhỏ bậc trí không mê, quyết hái lạc lớn bồ đề tám bông. Đó là bậc của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin xuống mic. Sà thú, quý vị rất là tuyệt vời ha. Khi mà nói về trẻ thì Thích Tâm Phương rất là tự tin ha. Đọc lớn hơn giọng kinh ha. Hôm nay huynh Mỹ thấy cũng kệ cũng hay ha. Chắc là có ai giật dây ha. Quý vị mới thấy cũng tiến bộ nhiều quá ha. Rồi hôm nay câu Phật ngôn này có một chữ hơi dài. Chúng ta kết thúc giọng kinh tiếng kệ ha, để nghe cái duyên sự này. Bởi vì duyên sự này nó ảnh hưởng đến cái hiện tình của thế giới. Chúng ta đang bị bệnh dịch, và chính tại thành Wesali bài kinh này được xuất hiện để trừ cái bệnh dịch đó. Bệnh dịch là phi nhân và sự đói khát, đó là ba nguyên nhân mà cái bài kinh này được xuất hiện, câu Phật ngôn này được xuất hiện. Câu Phật ngôn 290 được Đức Phật thuyết lên khi Ngài ngự tại chùa Trúc Lâm, quê Luwana, đề cập đến hạnh nghiệp của Ngài. Một thời tại kinh thành Wesali là một vương quốc giàu có, đất đai trù phú, dân cư đông đúc. Vương quốc này có 7.700 vị vua kế vị theo tuần tự. Nói về sự kiến tạo hoàng cung, châu viên, vườn thượng uyển, hồ sen thì đều giống nhau cả. Một lần nọ thành Wesali phát sinh nạn đói kém, thất mùa, dân cư chết quá nhiều, phi nhân quấy phá, bệnh dịch lan tràn. Dân chúng đã vào tâu trình với đức vua. Ở trong thành phát sinh ba điều kinh hoàng. Đã 7 đời vua mà chưa bao giờ có những điều nguy hại như vậy. Vì những đời vua trước đã thực hành thập phương pháp nên không có sự nguy hại. Đức vua xuất của kho bố thí cho toàn dân, và Ngài phán rằng: nếu mà trẫm không hành đúng pháp của minh quân thì thần dân hãy xem xét việc gì đã xảy ra. Dân chúng thấy nhà vua rất là quang minh chính đại, không có sai phạm điều gì, nhưng mà tại sao chúng ta phải khổ sở không được an lạc? Có người bảo rằng phải cúng tế cầu an mới thoát khỏi, nhưng mà không thể được. Có người lại cho rằng ở đây có 6 vị giáo chủ có đại thần lực, chúng ta nên nhờ quý ngài giúp mới được an lành. Và cũng có người có ý kiến rằng Đức Thế Tôn đã xuất hiện trên thế gian, Ngài có đại thần lực, pháp âm của Ngài đưa chúng sanh giác ngộ. Nếu mà Ngài đến đây, mọi điều rủi ro tai hại sẽ tan biến. Họ đồng tán thán ý kiến đó, và không biết bây giờ bậc đạo sư đang ngự ở nơi nào. Lúc đó là thời điểm nhập hạ. Vì lời hứa với Đức Vua Pimpisara, cho nên Đức Thế Tôn phải ngự về chùa Trúc Lâm, quê Luwana. Thời đó Đức Vua Pimpisara đã chứng quả dự lưu, và Đức Vua Lichavi Mahali cũng chứng được quả dự lưu. Và cũng như chư hầu của Đức Vua Pimpisara, Đức Vua Wesali cùng với các phương tôn công tử và thần dân xứ Wesali sắm sửa lễ vật đem đến hiến dâng cho Đức Vua Pimpisara và trình bày sự việc đó. Nhờ Ngài thỉnh cầu bậc đạo sư ngự về kinh đô. Dù thần dân có vẫn, nhưng mà Đức Vua ra vẫn hỏi. Cuối cùng thần ý kiến Đức Thế Tôn rằng trong thành Wesali, nếu mà Ngài
ngự đến thì quốc thái dân an, chúng con từ bi quan. Đức Phật quán sát thấy duyên lành của kinh đô Vesali sau một thời kinh có năng lực sẽ thấu đến 100.000 cô tí thế giới và có 84.000 chúng sanh chứng ngộ pháp và dân chúng sẽ an lạc thái hòa. Cho nên Đức Phật ngài đã nhận lời thỉnh cầu đó. Đức vua khi hay tin bậc đạo sư quan lâm về thành Vesali và truyền tin cho tất cả thần dân đến ý kiến Đức Phật và bạch rằng và Đức Thế Tôn, ngài đã nhận lời về thành Vesali phải không? Đúng vậy này đại vương. Bạch Đức Thế Tôn, nếu vậy xin ngài hãy tạm ngự nơi đây, cho con sẽ dọn con đường đi trước, rồi truyền lệnh cho làm một con đường dài 500 do tuần giữa kinh đô Rajagaha và sông Hằng, thuận tình xám rồi mới thỉnh bậc đạo sư về. Đức Thế Tôn cùng ngự đến với 500 vị tỳ khưu. Đức vua cho trải qua ngũ sắc cao ngang đầu gối, treo cờ sĩ khắp nơi, chia làm 2 tầng cho Đức Phật và làm 1 tầng cho các vị tỳ kheo, cúng dường hoa hương liệu vân vân. Thính ngài ăn ngự trong tịnh xá, cúng dường một cách rất là trọng thể. Ngài ăn ngự dưới thuyền 5 ngày, truyền cho thần dân đi hãy cung minh bậc đạo sư một cách long trọng. Phần dân ở xứ Vesali nghinh tiếp Đức Thế Tôn từ sông Hằng đến kinh đô xa khoảng 3 giờ tuần, che lộng 4 tầng cho Đức Phật, lộng 2 tầng cho chư tăng, cung minh long trọng là như vậy. Dưới 2 thuyền trang hoàng hoa màu rất là rực rỡ, trải bảo tòa lộng lẫy, thỉnh Đức Phật an ngự và tăng chúng ngồi xung quanh. Đức vua đã lội xuống dưới nước tới cổ và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bao giờ ngài ngự về, con sẽ ở đây chờ ngài đến chừng đó. Rồi Đức vua tiễn biệt Đức Phật. Đức Phật ngự trên thuyền khoảng 1 do tuần mới tới lãnh thổ xứ Vesali. Các vương tôn công tử Lichawi xuống dưới nước kéo thuyền vào. Lúc bậc đạo sư vừa đặt chân lên bờ thì một cơn mưa bắt đầu đổ xuống, làm trôi đi các tử thi ra sông Hằng, không còn ô uế nữa. Các vương tôn công tử Lichawi thỉnh Đức Phật an ngự một nơi, cúng dường trọng thể suốt 3 ngày, rồi thỉnh ngài về kinh thành Vesali. Thiên vương Đế Thích cũng cùng với hội chúng chư thiên cũng đến nơi đó, và các phi nhân thấy oai lực của các vị chư thiên có đại thần lực đều biến mất. Nắng vừa tắt, bậc đạo sư ngự đến cổng thành và phán hỏi với đại đức Ananda: Này Ananda, ngươi hãy tụng kinh Paritta khắp 3 vòng thành Vesali này. Ngài Ananda đã lấy cái bình bát múc nước phim về các công đức của Phật là 10 pháp ba la mật, 10 pháp bậc trên, bậc cao thượng, 10 pháp parami, 10 pháp upaparami, 10 pháp paramattaparami, rồi 5 pháp đệ thí, 3 pháp hành, tư cách giáng sanh vào lòng mẹ trong kiếp chót, tư cách ra đời, tư cách xuất gia, tư cách tu khổ hạnh, tư cách chứng quả trên biên tri, tư cách cảm thắng ma vương, rồi suy nghĩ về 9 pháp thánh. Khi mà ngài Ananda tụng kinh Paritta cả đêm, tròn đủ 3 canh tại trong 3 vòng thành Vesali, và rải nước bên trên, bên dưới khắp mọi nơi. Như vậy thì ngài vừa tụng kinh Paritta, những giọt nước vừa chạm vào những phi nhân không nơi ngương trú thì những phi nhân này đều biến mất. Dân chúng đã trang trí bảo tọa để cho ngài an ngự. Bậc đạo sư an ngự trên bảo tọa
các vị tỳ khưu, các vương tôn công tử ngồi bấy xung quanh nơi đó, cả Đức Vua Trời Đế Thích và hội chúng chư thiên cũng đều đến đó. Sau khi tụng kinh Paritta xong, ngài Ananda cùng dẫn chúng đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đức Phật quán xét thấy duyên lành của hội chúng, ngài đã thuyết đan bài kinh Tam Bảo dài, bài Ratana Sutra. Khi mà dứt bài kinh đó, thì 84.000 chúng sanh được giác ngộ. Đức Phật, ngài đã tụng kinh Paritta trọn 7 ngày, và do luật của Phật, các thần dân được an cư thái hòa. Sau khi giáo giới các vương tôn công tử Lý Trà Huy, ngài đã rời thành Wesali. Các vương tôn công tử đã cúng dường Đức Phật rất là trọng thể, trọn luôn cả 3 ngày tại bờ sông Hằng. Các Long Vương thấy nhân loại cúng dường Đức Thế Tôn rất là long trọng. Chúng cũng hóa ra thuyền vàng, thuyền bạc, thuyền ngọc. Trong thuyền đầy đủ các tiện nghi và ngôi bảo tọa bằng ngọc, rải hoa sen ngũ sắc, rồi đến thỉnh Đức Thế Tôn. Bình Đức Thế Tôn, xin ngài từ bi tế độ cho chúng con. Nhân loại và Long Vương cúng dường long trọng đến Đức Phật là như vậy. Tất cả chư thiên và phạm thiên khắp nơi trên thế giới đều hân hoan cúng dường. Lòng của nhân loại, của Long Vương che khắp một do tuần. Long Vương thì bên dưới, loài người thì trên mặt đất, chư thiên thì trên cội cây, bụng cây, hang núi vân vân. Che giữa hư không, tàn lộng từ Long Vương thấu đến phạm thiên giới, che khắp như vậy. Cờ xí tràn hoa hương liệu treo rải khắp nơi. Các thiên tử trang sức lộng lẫy thông báo khắp hư không. Được nghe rằng có 3 cái đại hội của chư thiên lớn. Đó là lúc Đức Thế Tôn thể hiện song thông, lúc Đức Thế Tôn từ thiên giới ngự về, lúc Đức Thế Tôn ngự đến sông Hằng này. Đức Vua Bhimisara đứng ở bên bờ sông này, thấy các vương tôn công tử Lý Cha Huy cúng dường trọng thể như vậy, thì ngài cũng cúng dường gấp đôi sự cúng dường đó. Đức Phật thấy đại thí chủ của 2 vị vua ở 2 bên bờ sông Hằng thấy rõ duyên lành của Long Vương, nên hóa ra là một vị Phật có 500 vị tỳ khưu ngồi trong con thuyền dưới tàng lộng của cây Như Ý, với tràng hoa màu sắc rực rỡ. Tất cả chư thiên trong khắp vũ trụ đã vui mừng ca hát, bậc đạo sư ban huân từ cho Long Vương. Chúng Long Vương thỉnh Đức Phật và tăng chúng ngự về Long Cung thuyết pháp suốt đêm. Là ngày thứ 2 đã cúng dường thực phẩm thượng vị đến Đức Phật và chư tỳ khưu tăng. Sau khi phút chốc, ngài đã rời Long Cung. 500 con thuyền của chư thiên trong vũ trụ cùng đến sông Hằng để cúng dường trọng thể đến Đức Phật. Khi ngài ngự về, Đức Vua thỉnh ngài cúng dường, rồi thỉnh ngài đến thành Phương Xá cúng dường liên tiếp 5 ngày như đã nói trên. Ngày hôm sau, các vị tỳ khưu ngồi tại giảng đường thảo luận với nhau: thật là đáng tán dương oai đức của chư Phật, thật là khi hữu thai, chư thiên và loài người đều tịnh tín nơi ngài. Các vị vua đã cho dọn con đường dài 8 do tuần cả 2 bên bờ, bên này và bên kia sông Hằng, rải hoa đủ các loại tới gối để cúng dường Đức Phật. Và do oai lực của Long Vương, sông Hằng đầy hoa ngũ sắc, tất cả chư thiên đều che lộng cao lên đến cõi trời sắc hữu cánh, và toàn cõi diêm phù này đều hân hoan tịnh tín. Bậc đạo sư người đến phán hỏi rằng: này các vị kheo, các ngươi hội họp nhau ở đây bàn luận về chuyện gì? Các vị tỳ kheo mới đem sự kiện đó trình lên Đức Phật. Này các vị kheo, chẳng phải sự cúng dường đến Như Lai do Phật lực hay là oai lực của chư thiên phạm thiên, mà sự
cúng dường báo của Như Lai trong quá khứ. Các vị tỳ kheo thỉnh cầu Đức Phật thuyết giảng về bổn sanh. Ngài đã nói lên tiền tích quá khứ như sau. Trong thời quá khứ, tại thành Takasila có một vị bà la môn tên là Sankha. Ông có người con trai tên là Sushima, vừa tròn 16 tuổi. Một hôm thì thanh niên Sushima xin phép cha cho con đến thành Varanasi để học chú thuật. Này con, nếu vậy thì có một vị bà la môn ấy là bạn cũ của cha, con hãy đến đó mà thọ giáo. Chàng thanh niên vâng lời, đi đến thành Varanasi tìm đến thầy bà la môn và thưa lại lời gửi gắm của cha. Ông bà la môn mới suy nghĩ, không biết thanh niên này có cố gắng học và có ưu tư về cái lứa tuổi dậy thì không. Thanh niên Sushima học nhiều, mau thuộc, khó quên, không bao lâu đã thọ giáo tất cả những học vấn của vị thầy truyền dạy. Chàng thấy kinh điển của thầy chỉ có bấy nhiêu, chưa tìm ra cứu cánh, mới hỏi thầy rằng: thưa thầy, chẳng lẽ kinh điển của thầy chỉ có bấy nhiêu, không còn gì nữa hay sao? Thật vậy, thầy cũng chỉ có thấy có bấy nhiêu mà thôi. Thưa thầy, nếu như vậy có vị nào hiểu được cái chỗ cứu cánh hay không? Này thanh niên, ở trong rừng Isipana có một vị đạo sĩ, vị đó hiểu, vậy con thì đến bạch với vị đó đi. Chàng thanh niên này tìm đến Đức Phật Độc Giác và bạch thoại rằng: thưa ngài, được nghe rằng cứu cánh phải không? Chàng thanh niên: đúng vậy. Ngài hãy chỉ giáo cho con. Chúng ta không thể chỉ giáo cho người cư sĩ đâu. Nếu mà ngươi muốn thì hãy xuất gia đi. Thanh niên Sushima thuận nghĩ xuất gia với các ngài. Các vị Phật Độc Giác đã dạy đi thọ trì những học giới, nên mặc như thế này, nên đắp y như thế này, nên đi thế này, nên đứng thế này. Do sự nghiêm trì giới luật và có duyên lành, không bao lâu chứng đắc quả vị Độc Giác. Danh thơm tỏa rạng khắp cả kinh thành Varanasi là vầng nhật nguyệt, và các vị sao sáng cả bầu trời đạt được lời địa vị tối thượng. Không bao giờ vì Phật Độc Giác cùng thị dân ngài đến mà tôn thờ. Ông bà la môn Sankha nghĩ rằng con ta đi về, không biết hiện giờ ở đâu. Rồi ông đi đến thành Varanasi tìm con, thấy dân chúng tụ hội đông đảo, mới hỏi rằng: thanh niên Sushima có đến kinh thành này hay không? Các ngươi có biết hay không? Này ông bà la môn, chúng tôi biết. Thanh niên Sushima đã thông suốt Tam Phệ Đà, đã học với những vị bà la môn đó, rồi xuất gia chúng quả vị Độc Giác, đã viên tịch Niết Bàn rồi. Đây là tháp của ngài mà chúng tôi kiến tạo. Bà la môn khi nghe đến đó thì than khóc bi ai, rồi đi đến tháp nhổ cỏ, hút cát, rễ sỏi xung quanh tháp, rồi rưới nước cho sạch, treo cờ lồng ở trên tháp, cúng dường hoa rừng. Sau khi thuyết giảng về tiền tích quá khứ, bậc đạo sư mới phán rằng: này các tỳ kheo Sa môn Sankha, trong lúc đó chính là Như Lai hiện tại. Như Lai đã nhổ sạch cỏ ở chân tháp của Đức Phật Sushima, do quả phước ấy nên hiện tại dân chúng dọn sạch con đường dài 8 do tuần cho Như Lai ngự qua. Do sự cúng dường hoa rừng ở tháp, cho nên dân chúng đã rải các loại hoa suốt cả dọc đường dài 8 do tuần để cúng dường, ngập đến cả đầu gối. Do sự rải nước cúng dường sân tháp, cho nên một do tuần sông Hằng đầy hoa ngũ sắc. Do treo cờ lồng trên bảo tháp,
cho nên khắp cả vũ trụ treo cờ lộng thâu đến cõi trời sát cứu cánh. Hân hoan vui mừng, nay do quả phước này mưa đổ xuống thành Vesali. Này các tỳ kheo, sự cúng dường pháp sanh do Như Lai không phải do nhờ Phật lực hay oai lực của chư thiên phần thiên, mà pháp sanh lên do phước báo Như Lai đã tạo trong quá khứ. Và Đức Phật Ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 290. Matta sukha paricca ga passe che vipulam sukham. Cha che matta sukham thì rồ sam bát sam vipulam sukham. Nhờ từ bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn, bậc trí bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn. Và khi chấm dứt câu Phật ngôn này, rất là nhiều người chứng đạt được quả vị dự lưu. Duyên sự câu Phật ngôn này cho chúng ta thấy rằng nhờ kinh Tam Bảo tụng ba canh cứu được nhân dân cả một thành bệnh tật phi nhân và đói kém, từ đây khỏi sợ chúng hoành hành, dọc nước Cam Lồ đuổi được ma, chính từ bát Phật rải tung ra, bệnh nhân nhờ đó liền nghe khỏe, kẻ đói thành no hết xót xa. Các vua đua rước Đức Như Lai để lộc tưng bừng ấy, hỏi bởi ai? Phật bảo không vì nhân hiện tại, không do Phật lực với thần oai, mà do công đức kiếp ban sơ, nhổ cỏ dân hoa, dựng lộng cờ, trải cát trong vòng sân thánh tháp, quả to nhân nhỏ thật không ngờ. Câu Phật ngôn 290 chúng tôi cũng đã trình bày xong. Và mục đích của câu Phật này cho chúng ta thấy nhờ cái bài kinh Tam Bảo dài hay là bài kinh Châu Báo Ratana Sutra, mà do oai lực của bài kinh này, bệnh tật phi nhân và sự đói khát không còn trong thành Vesali. Vậy thì với niềm tin của một người con Phật, chúng ta hướng về Đức Phật, hướng về giáo pháp, hướng về chư tăng. Bởi vì trong bài kinh Tam Bảo đó cũng nói lên cái niềm tin đối với Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Khi chúng ta có một cái niềm tin nơi Tam Bảo thì các vị chư thiên, các vị hộ pháp và nhất là Đức Vua Trời Đế Thích đã thêm ba đoạn ở phía sau để mà tán thán ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Đức Vua Trời Đế Thích là một vị hộ pháp, là một cái vị đã chứng đắc quả vị dự lưu, là một cái vị coi như là hộ trì cho Tam Bảo. Và khi mà Ngài đã hỗ trợ thêm ba đoạn phía sau mà khi chúng ta đọc lên thì chắc chắn rằng các vị chư thiên, các vị hộ pháp, các vị long thần cũng hoan hỷ theo hộ trì. Và cái bài kinh Tam Bảo đó để cho chúng ta một cái niềm tin, và do cái niềm tin đó chúng ta vượt qua mọi ắt nạn, mọi tật bệnh, mọi sự đói khát, mọi cái vấn đề mà phi nhân quấy phá như ở trong kinh thành Vesali, mà do Ngài Ananda đánh niệm và rải nước để rồi không còn xuất hiện lại nữa. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời Phật dạy để thực hành theo, áp dụng để cuộc sống của chúng ta được an vui tiến hóa. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin hoa lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng hộ trì đệ và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tên là sát cháu quá chê nạ sô thử vô hô tụ sạp bạc đà
do lời chân thật này, kính dâng và phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay ạ. Địa tiên đã vân tập nơi đây, mong cõi lòng quan nghĩ thành kinh nghe lời này, rồi với tâm bi mẫn năng hộ trì nhân loại vốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư thiên. Những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác, cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được. Với Như Lai thiện thể do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu, một với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Pháp bân tử tôi thường ly dục diệt phiền não, phần Thích Ca Mâu Ni chính pháp ấy công thiền không gì sánh bằng được. Pháp thiền vi diệu ấy do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với châm ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Con đường thanh lọc tâm là tu tâm thiền định, chứng hiện tại lạc trú đức hằng ngợi khen không gì so sánh được. Do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Thanh tam vì bốn đôi là những bậc ứng cung, đệ tử đăng thiền thệ được khi giả tam tan cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành cũng an hoàng thị dục quy duy kiên trì khéo chân chánh phùng hành lời dạy đức điều ngự chứng đạt quả giải thoát thể nhập đạo bông tử lạc chú quả tịnh tịnh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Như cột trụ đa kheo chôn chằn xuân đông, dầu bốn hương cuộn phong cũng không thể lay động. Ta coi bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đê cũng từ tài bất đồng, trước tam pháp thế gian. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thanh tu là quần chứng kỳ ly thanh đê được đứng Gô Ta Ma kheo tiên giảng thường tận. Các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh cái tư tam. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiết sự thân kiến và hoài nghi, cả giới căm thủ thoát khỏi bốn đò sư, bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thanh tu đà quật dù khổ tâm vật lỗi, bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đừng thế tôn thiết giảng đưa đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng, lời anh chung hữu tình ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chặt. Rồi vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu
thành vô ngành cung, đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, ban vô pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tiên thiết pháp vô thượng. Do vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong quá chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung, nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau, bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tăng bậc cái chân niết bàn. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã ơn tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ đức Phật bậc Như Lai, được chư tiên nhân gọi đảnh lễ và cúng dường. Phóng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã ơn tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chân pháp đạo Như Chân, được chư tiên nhân gọi đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức, được chư tiên nhân gọi đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc.